Hello, xin chào toàn thể các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Phong Hương. Thì lời đầu tiên, mình xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành của các bạn trong thời gian vừa qua. Hãy nhớ like, sub và share các video của mình để mình có thêm động lực ra các clip mới có chất lượng ngày càng tốt hơn. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều. Thì hôm nay mình sẽ nói về chiếc iPhone xách tay, iPhone 99%. Thì như các bạn thấy đấy, thị trường iPhone luôn hot, không chỉ là những chiếc táo khuyết vừa mới ra mắt mà thị trường hàng xách tay, hàng 99% vẫn luôn sôi động các bạn ạ. Vậy làm sao để chọn cho mình một cái iPhone xách tay, iPhone 99% có chất lượng, chưa can thiệp phần cứng, hay là tránh bị lừa khi chọn một chiếc iPhone? Hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn một số mẹo vặt, một số cái kiến thức cần thiết để mà các bạn tự tin về lựa chọn của mình. Vậy cần phải căn cứ vào những cái tiêu chí nào, hay nói cách khác là phải dựa vào đâu để mà có những cái lựa chọn tốt nhất? Thì mình xin đưa ra các cái vấn đề cụ thể như thế này. Cái tiêu chí thứ nhất mà các bạn phải biết được đó là phải kiểm tra được xuất xứ của nó. Để kiểm tra mà xuất xứ của một chiếc iPhone xách tay nói riêng cũng như các cái dòng iPhone nói chung, thì các bạn sẽ làm như sau. Từ màn hình chính của chiếc iPhone thì các bạn vào cái mục cài đặt, và các bạn di chuyển đến cái mục cài đặt chung và đến mục giới thiệu. Thì các bạn để ý ở cái số máy, kiểu máy là dòng iPhone và số máy, thì ở phần đuôi của dòng này thì có ký hiệu cái mã được hãng Apple quy định là để phân phối cho thị trường của các nước khác nhau. Mỗi nước thì có một cái mã riêng biệt khác nhau các bạn. Thì ví dụ như trước mặt chúng ta đây là chiếc iPhone này là có đuôi là LL xoẹt A, và thông qua cái mã này thì chúng ta biết được đây là chiếc iPhone phân phối tại thị trường của Mỹ. Để các bạn hiểu rõ hơn và biết được rõ hơn thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một số cái mã sản phẩm thông thường các bạn hay thấy có mặt tại thị trường của Việt Nam chúng ta. Vâng, đây là một số mã iPhone mà chúng ta thường gặp tại Việt Nam. Thì đối với những iPhone mà có kiểu máy phần đuôi là ZP, có nghĩa là xuất xứ từ Hồng Kông các bạn ạ, và ZA là xuất xứ từ Singapore, VN có nghĩa là được phân phối tại thị trường Việt Nam, J có nghĩa là phân phối ở thị trường Nhật, F có nghĩa là ở Pháp, C có nghĩa là ở Canada, T có nghĩa là Ý, B có nghĩa là Anh, LL có nghĩa là phân phối tại Mỹ. Và hai cái máy chúng ta vừa kiểm tra vừa rồi đấy là có mã LL là được phân phối từ thị trường Mỹ các bạn, HK là thị trường Hàn Quốc, TH là thị trường Thái Lan và TA là thị trường Đài Loan các bạn nhé. Và còn rất nhiều cái mã của các cái quốc gia khác nữa. Vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay đó là các bạn cần phải kiểm tra chiếc iPhone đó đã active hay chưa. Và như mình thấy đấy, hiện tại trên thị trường iPhone người ta rao giảng rất nhiều, đặc biệt là các trang web bán online hoặc là một số kênh trên YouTube cùng bán hàng online đấy, cứ quảng cáo hàng chưa active, rồi là hàng còn nguyên zin, rồi là nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng mà các bạn hãy tin tưởng vào kiến thức của mình và phải kiểm tra cái hàng đó. Đối với mình thì riêng hàng 99% mà chưa active chắc chắn là không có đâu các bạn ơi. Nên các bạn cần phải kiểm tra nó trước khi lựa chọn các bạn nhé. Thì để kiểm tra cái iPhone đã active hay chưa, active từ lúc nào, thì các bạn phải làm như sau. Trên màn hình chính thì chúng ta vào biểu từ cuộc gọi này, kích bàn phím, và chúng ta bấm sao thăng 06 thăng. Đấy, ngay bây giờ trước mặt chúng ta trên chiếc iPhone vừa rồi là đã nổi lên cái số email của chiếc iPhone. Mỗi chiếc iPhone thì có một dãy số email khác nhau các bạn nhé. Khi có được cái số email này rồi thì ngay bây giờ mình sẽ dùng cái số email này, mình sử dụng một cái máy tính, và mình vào cái trang unlock.net để mà mình kiểm tra chiếc iPhone này. Vâng, để kiểm tra cái chiếc iPhone của mình đã active từ bao giờ thì trên màn hình máy tính chúng ta mở trình duyệt chrome lên và gõ vào đó tên miền là unlock
phongheo.net. Và trang web kiểm tra cái email đã hiện ra. Chúng ta dịch nhập chuột phạ trên màn hình và dịch trang này ra tiếng Việt để dễ thuận tiện cho chúng ta sử dụng. Vâng, chúng ta nhập vào cái tab là kiểm tra email. Rồi chúng ta gõ cái số email mà chúng ta có được trên chiếc iPhone của chúng ta. Thì số email của chúng ta là 355 356 356 086 086 098 098 671 1. Và chúng ta nhập vào kiểm tra. Vâng, như vậy là toàn bộ cái thông số của cái iPhone chúng ta cần kiểm tra nó đã hiện lên ở đây rồi. Đấy chính là chiếc iPhone 7 Plus 128GB màu gold. Khóa khử kích hoạt đầu tiên là có. Và bảo hành thì chắc chắn đã hết bảo hành. Và ngày hết hạn bảo hành là 24 tháng 3 2018. Thì có nghĩa là ngày mua của cái iPhone này là ngày 25 tháng 3 năm 2017 các bạn. Đấy là toàn bộ các cái thông số về cái iPhone của chúng ta cần kiểm tra. Như vậy là chúng ta đã kiểm tra xong chiếc iPhone 7 Plus 128GB màu gold các bạn nhé. Vấn đề thứ ba thì mình muốn đề cập đến đó là, như chúng ta đã biết thì một chiếc iPhone đã có tuổi đời vài năm thì pin của nó cũng có sự hao hết theo thời gian các bạn ạ. Không có chuyện là một chiếc iPhone mà chúng ta đã dùng hoặc là có tuổi đời vài năm mà tình trạng pin của nó luôn luôn 100% đâu. Chính vì vậy đối với các cái dòng iPhone như 7, 8 thì chắc chắn mà nếu pin còn rin thì tình trạng pin của nó là không bao giờ còn đủ 100% các bạn, để mình kiểm tra trực tiếp mà những chiếc iPhone này cho các bạn thấy nhé. Thì từ màn hình chính đối với chiếc iPhone này, mình vào cài đặt này, các bạn kéo lên này, đến mục pin này. Đấy, các bạn bấm vào tình trạng pin thì chiếc iPhone này báo tình trạng pin của nó là 82%. Thì có nghĩa là cái pin này đúng với pin rin của nó ban đầu các bạn ạ. Còn đối với cái máy này thì sao? Mình kiểm tra luôn cho các bạn. Thì mình xin nói với trước với các bạn là cái máy này mình mua về sử dụng và mình đã thay pin rồi. Thì bây giờ mình kiểm tra nhé. Thì vào cài đặt này, chúng ta kéo lên vào mục pin này và tình trạng pin. Tình trạng pin là 99% các bạn. Cái máy này mình đã thay pin cũng được 6 tháng rồi thì nó đã hao hết mất 1%. Đối với những cái máy mà con pin khi đưa ra thị trường mà các bạn kiểm tra thấy 100% thì chắc chắn về cơ bản theo quan điểm của mình họ đã thay pin. Thì những cái máy mà đã thay pin thì chắc chắn các bạn biết rồi, người ta đã lột máy và có thể kèm theo đó là người ta thay thế nhiều cái thiết bị trên đó mà mình cũng không thể kiểm tra được. Còn khi mà mình mua một chiếc iPhone dù 99% thì hy vọng là các phần cứng trên nó vẫn chưa được can thiệp tới. Và thứ hai nữa là máy nếu chưa bóc thì tốt hơn, nói nôm na là nó còn nguyên rin các bạn nhé. Vâng, đó là những cái kiến thức cần thiết mà các bạn cần có trước khi các bạn bước vào lựa chọn một chiếc iPhone 99%. Ngoài những cái kiến thức cơ bản đó thì các bạn cũng phải kiểm tra thêm, như ví dụ cảm ứng của máy này, rồi âm thanh, loa trong loa ngoài. Đấy, và nếu vỏ mà có một đôi chỗ xước nhẹ thì theo quan điểm của mình nó cũng không đáng ngại. Chúng ta dùng một thời gian chúng ta cũng có thể là thay vỏ hoặc là nâng cấp bình thường. Cái đó thì không quan trọng lắm. Vâng, như vậy là video chia sẻ về kiến thức lựa chọn một chiếc iPhone 99%.
của mình đến đây là hết. Hy vọng với những cái kiến thức nhỏ nhoi đó sẽ giúp cho mọi người có thêm kinh nghiệm trong việc lựa chọn một chiếc iPhone cho bản thân mình. Thì nếu các bạn xem video cảm thấy hữu ích thì rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ bằng cách là nhấn like, sub và share video để mọi người được biết đến nhiều hơn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.